Rất vui được là các bạn trong bài tập ngày thứ 7. Trong bài ngày hôm nay thì Kim Hoàng Anh sẽ hướng dẫn các bạn kỹ thuật lên tư thế. Chúng ta trong các buổi trước là chúng ta sẽ lên từ trạng thái dọc và hôm nay chúng ta lên từ trạng thái ngang với kỹ thuật được gọi là Spy Star, 5 hình mỗi sao, và các bạn sẽ cùng trải nghiệm với kỹ thuật này. Chúng ta sẽ lên từ mặt ngang và thực hiện nhanh. Làm lại một lần nữa. Chân phải chống hông, ok, đổ ngay sang bên. Đấy là cách thực hiện tư thế Five Star, và các bạn để ý một chút. Ngọc Anh sẽ cố gắng làm chậm lại một chút để các bạn dễ thực hiện. Chân phải chống hông, lật nghiêng, đẩy lên luôn, đẩy tay lên luôn, giữ nguyên này. Chuyển chân phải sang và dốc người xuống, vòng qua chân. Còn lại nhá, đẩy tay lên. Sao chuyển tay nào chứ, cứ thế là chuyển chân phải và vòng tay. Chúng ta để đỗ sang ngang. Rồi kỹ thuật được gọi là Five Star chúng ta đã thực hiện từ mặt ngang. Mình hy vọng với kỹ thuật vừa rồi thì sẽ giúp các bạn một cái trải nghiệm cách lên tư thế một cách linh hoạt hơn, và chúng ta sẽ cùng tiếp đến một động tác khác ở ngày mai, cũng là một kỹ thuật lên.